Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài ôn tập văn biểu cảm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, trang 168. Chúng ta sẽ lần lượt đi trả lời các câu hỏi ở trong sách giáo khoa để có thể ôn tập lại phần văn biểu cảm nhé. Đầu tiên, các em cùng cô đến với câu hỏi thứ nhất, câu 1 trong sách giáo khoa trang 168. Đọc lại đoạn văn về Hoa Hải Đường, bài 5, về An Giang, bài 6, bài Hoa Học Trò, bài 6. Bài Cây Sấu Hà Nội, bài 7, các đoạn văn biểu cảm, bài 9, bài cảm nghĩ về một bài ca dao trong bài 12 và các văn bản trữ tình khác. Hãy cho biết văn miêu tả và văn biểu cảm khác nhau như thế nào. Thì các em có thể thấy, nếu như văn miêu tả nhằm tái hiện lại đối tượng, người, vật hoặc cảnh vật sao cho người khác có thể cảm nhận được nó, thì văn biểu cảm lại miêu tả đối tượng nhằm mượn những đặc điểm và phẩm chất của nó để nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình. Chính vì vậy, thì văn biểu cảm thường sử dụng các biện pháp tu từ, so sánh, ẩn dụ và nhân hóa. Và dựa vào những kiến thức đó, các em có thể lập được bảng so sánh như sau. Đối với văn miêu tả, nội dung là tái hiện lại đối tượng, người, cảnh vật và vật sao cho người khác hình dung được. Còn văn biểu cảm thì lại mượn những đặc điểm phẩm chất của đối tượng để nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình. Còn nghệ thuật trong văn miêu tả thì thường sử dụng tính từ, ẩn dụ và so sánh. Trong khi đấy, văn biểu cảm khi biểu cảm trực tiếp thì thường dùng lời than, lời dục dã và lời tự thổ lộ. Còn lúc biểu cảm gián tiếp thì thường sử dụng các hình ảnh ẩn dụ, miêu tả nhưng trọng tâm vẫn là biểu cảm. Tiếp theo, chúng ta sang đến câu hỏi số 2. Đọc lại bài Kẹo Mầm trong bài 11, hãy cho biết văn biểu cảm khác văn tự sự ở điểm nào? Các em có thể thấy, nếu như văn tự sự nhằm kể lại một câu chuyện, một sự việc có diễn biến, nguyên nhân, kết quả, thì văn biểu cảm phần tự sự chỉ làm nền để nói lên cảm xúc qua sự việc. Chính vì vậy, tự sự trong văn biểu cảm thường là hồi tưởng những sự việc trong quá khứ, những sự việc mà để lại ấn tượng sâu sắc, chứ không cần đi sâu vào nguyên nhân và kết quả. Như vậy, chúng ta có thể lập được bảng so sánh như sau. Về phương thức biểu đạt chủ yếu, thì văn biểu cảm, tất nhiên phương thức biểu đạt chủ yếu của văn biểu cảm sẽ là biểu cảm đúng không nào? Còn văn tự sự thì sẽ có tự sự là phương thức biểu đạt chủ yếu. Đến với mục đích, thì văn biểu cảm là đồng cảm với suy nghĩ, đánh giá thông qua việc miêu tả đối tượng. Còn mục đích của văn tự sự là nhằm kể lại câu chuyện một cách đầy đủ từ đầu đến cuối. Tiếp theo, chúng ta sang đến với câu hỏi thứ 3. Theo em thì tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò gì? Chúng thực hiện nhiệm vụ biểu cảm như thế nào? Và nêu ví dụ. Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm thì chỉ là phương tiện để người viết thể hiện thái độ, tình cảm và sự đánh giá, làm nền cho cảm xúc của mình. Tự sự thì kể lại các sự kiện gây xúc động lòng người, và sau đoạn tự sự thì thường xuất hiện biểu cảm và khơi gợi cảm xúc. Trong khi đấy thì miêu tả tái hiện lại trạng thái, tính chất của sự vật, hiện tượng, qua đó bộc lộ cảm xúc. Như vậy, tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò làm giá đỡ cho người viết bộc lộ tình cảm. Nếu như không có tự sự, miêu tả thì tình cảm của người viết sẽ mơ hồ không cụ thể. Bởi lẽ tình cảm và cảm xúc của con người luôn nảy sinh từ sự việc, cảnh vật cụ thể. Các em có thể lấy ví dụ như tình cảm nhớ nước thương nhà và nỗi buồn thầm lặng cô đơn của bà Huyện Thanh Quan được thể hiện qua việc tả quang cảnh đèo ngang lúc chiều tà. Câu hỏi số 4. Cho một đề bài biểu cảm, chẳng hạn cảm nghĩ mùa xuân, em sẽ thực hiện bài làm qua những bước nào, tìm ý và sắp xếp ý như thế nào? Các em hãy nhớ lại những lần làm văn biểu cảm. Trong những lần ấy thì các em làm bài và thực hiện qua những bước nào? Ở đây, đối với đề cảm nghĩ mùa xuân thì chúng ta có thể thực hiện bài làm qua các bước, đó là tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn bài, viết thành bài,
sau đó đọc lại và sửa chữa đúng không nào? Thứ nhất, đến với bước tìm hiểu đề. Chúng ta xác định kiểu văn bản ở đây là phát biểu cảm nghĩ, dùng văn biểu cảm. Còn đề tài thì là về mùa xuân. Và yêu cầu của đề bài này là bày tỏ thái độ, tình cảm, sự đánh giá của em đối với mùa xuân. Tiếp theo, chúng ta đến bước tìm ý. Trong tìm ý thì có cảnh sắc xanh tươi, nắng xuân hây hẩy, nồng nàn. Thời tiết và khí hậu thì mát mẻ, trong lành, dễ chịu, không khí ấm áp, cây cối đâm chồi, nảy lộc. Cây cỏ thì xanh tốt, hoa đào khoe sắc, chim én trao liệm. Chim muông thì rủ nhau bay về, đậu trên các cành cây, xả xuống bãi cỏ. Thì đó là mùa xuân của thiên nhiên. Tiếp theo, chúng ta tả về mùa xuân của con người. Mùa xuân của con người thì là mỗi người thêm một tuổi và là bắt đầu cho những dự định, kế hoạch đúng không nào? Mùa xuân còn là mùa của sức sống, tươi trẻ. Sau đó, em phát biểu cảm nghĩ về mùa xuân. Cụ thể, em có thể nói, em rất thích mùa xuân đem đến cho em nhiều niềm vui, nhiều cái mới và những kế hoạch sẽ được thực hiện. Và em mong đợi mùa xuân. Sau đó thì các em có thể lập thành dàn bài chi tiết hơn và viết bài. Sau khi viết bài thì nhớ kiểm tra lại xem bài văn của mình đã hoàn chỉnh chưa, có mắc lỗi về bố cục hay mạch lạc không nhé. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tập số 5. Bài văn biểu cảm thường sử dụng những biện pháp tu từ nào? Người ta nói ngôn ngữ văn biểu cảm gần với thơ. Em có đồng ý không? Vì sao? Các em hãy nhớ lại những văn bản biểu cảm mà mình từng học hoặc từng viết. Trong những văn bản ấy thì thường sử dụng những biện pháp tu từ nào nhỉ? Chúng ta có thể nhận ra trong các bài văn biểu cảm thì thường sử dụng những biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa và điệp ngữ đúng không nào? Ý thứ hai, người ta nói ngôn ngữ văn biểu cảm gần với thơ. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Chúng ta có thể đồng ý về ý kiến này bởi vì ngôn ngữ biểu cảm thì gần với thơ, đó đều là các tác phẩm trữ tình để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của tác giả đối với xung quanh đúng không nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài ôn tập văn biểu cảm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 1 trang 168. Hy vọng bài học ngày hôm nay có thể giúp các em có cái nhìn tổng thể về văn biểu cảm để có thể ôn tập và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!